Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì nói chung là chủ nhật nhưng mà mình vẫn đi làm cả ngày. Thì trưa nay mình có một cái buổi đi thiện nguyện, từ thiện các bạn, nhưng mà đi với đoàn thôi. Thì mình cũng chưa tiện kể cái đoàn đấy ra. Thì tại sao mình lại có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay? Thứ nhất là hồi nãy là mình rất là bức xúc các bạn. Hồi nãy mình bức xúc lắm, mình làm cái một cái clip rồi nhưng mà lúc đấy mình không có bình tĩnh được. Nhưng mình đã có văng tục ở trong cái đoạn clip đó nên là mình nghĩ đi nghĩ lại thôi. Bởi vì sao? Thứ nhất mình cũng lên đây mình nói chuyện thì mình cũng nên tế nhị cái chuyện văng tục và chửi bới. Vì sợ anh em đánh giá không nào. Còn thực tế là hồi nãy mình nóng lắm các bạn, nóng mà đổ hết cả mồ hôi hột luôn. Khi mà nhận được cái thông tin tin báo của các anh em nói là có một vụ án nhảy cầu tự tử ấy ở dưới Sài Gòn đấy các bạn. Thì mình không kiềm chế được các bạn. Mình cũng có một vài cái hành động văng tục trong cái video nhưng mà rất là may là mình cũng chưa đăng lên. Và chắc là mình sẽ không đăng và mình sẽ làm lại cái video mới là video bây giờ. Thì chắc là các bạn cũng bây giờ thông tin các bạn cũng biết rồi. Bây giờ thì mình cũng bình tĩnh hơn một chút để mình nói chuyện. Nhất là cái anh đó là anh Lê Thanh Tâm các bạn. Vừa rồi thì anh có nợ của bên chỗ công ty tài chính FE. Và anh ấy bị trễ do cái sau dịch Covid đấy các bạn. Sau dịch Covid là anh ấy đi làm không đủ tiền để anh nuôi gia đình nữa mà còn phải gặp rất là nhiều khó khăn trong tài chính. Và trong đó là anh có vay một khoản tiền của FE cũng trên 60 triệu. Và không biết là anh ấy đóng được kỳ nào hay chưa, nhưng mà khoản tiền chính xác là khoảng hơn 60 triệu. Nhưng vừa rồi anh đóng trễ do rồi bên chỗ FE có nhờ bộ phận thu hồi nợ đấy. Thì đã nhắn tin và gọi điện để đe dọa cho anh ấy. Và nếu như ngày mai mà anh ấy mà không có được cái khoản tiền trả cho bên FE thì bên chỗ đó sẽ xuống bắt cóc người nhà của anh và kể cả anh nữa, và dùng các biện pháp khác ví dụ như là chém giết gì đấy. Đại khái là các cái thông tin mang tính chất là sẽ sát hại anh ấy nếu như ngày mai anh ấy không có tiền. Thì sáng nay anh ấy đi làm về thì người ta phát hiện là anh đã nhảy cầu rồi, và ở trên bờ thì người ta tìm được là một cái chứng minh, một cái cà vẹt xe, một con xe, đồng thời là một đôi dép tổ ong các bạn, và một cái app của bên FE, app của FE có cái số hiệu đàng hoàng luôn. Số hiệu mình đọc là thôi mà mình cũng không có tiện đọc lên đây nữa, bởi vì vấn đề này nó rất là nhạy cảm. Ngoài ra là còn cái điện thoại của anh ấy. Thì cái vụ việc thì nó thế này này, là sau khi vay tiền thì người đàn ông nhảy cầu Phú Long khi bị đe dọa, thì cái sáng vào ngày hôm nay ấy, thì một người đàn ông tên là Lê Thanh Tâm đã nhảy cầu Phú Long, Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương, và để lại xe máy, dép và một hợp đồng vay nợ của công ty tài chính FE rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn mất tích. Quá bất ngờ trước vụ việc trên, nhiều người đã cầu cứu, kêu cứu nhưng mà không có cứu được anh ấy. Và anh này thì tên là Lê Thanh Tâm, sinh năm 1978, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi người cố gắng nhanh chóng để báo cơ quan chức năng, đồng thời là thông báo cho người nhà được biết. Thì theo người nhà của anh Tâm thì anh Tâm hiện có vay của ngân hàng FE là 68 triệu. Và cái việc mà vay ấy làm gì thì cũng không rõ. Thì anh ấy vay tiêu dùng thôi. Thì do bị khủng bố về tinh thần và bị các cái đối tượng là đe dọa sẽ bắt anh ấy phải bồi thường là 105 triệu. Và đồng thời là nếu mà anh ấy mà không... 10 đối tượng cái này. Và đỉnh điểm là khoảng 10 đối tượng đến nhà bắt ông đi một lúc rồi đòi 105 triệu. Và hôm nay thì ông tiếp tục nhận được lời đe dọa, cho đến trưa nay thì ông đi làm về và đột xuất nhảy cầu, ông nhảy cầu Phú Long rồi gieo mình xuống đấy ha. Và hiện tại thì lực lượng chức năng công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ cái vấn đề này. Thì thưa các bạn, là với một khoản tiền mà hơn 60 triệu, các bạn nghĩ đi, hơn 60 triệu mà mất đi một cái mạng người, nói thật với các bạn là cũng không xứng đáng một chút nào hết. Mà cái lý do mà mất cái khoản tiền này, mà lý do mà anh ấy nhảy cầu là bởi vì sao? Anh bị hơn 10 người bắt cóc và sử dụng các cái biện pháp ví dụ như là đe dọa dọa nạt. Thì mình nói với cơ quan chức năng luôn là làm sao làm phải điều tra được cái người mà đã bắt cóc anh ấy. Chắc chắn phải gọi cho bên FE, bởi vì FE đã nhờ đến cái đội này thì chắc chắn là phải biết. Và tôi yêu cầu là các cơ quan chức năng phải làm rõ cái việc này, chứ không thể để anh Tâm chết một cách vô lý và lấp liếm cái trường hợp này là không thể. Trường hợp này chắc chắn là phải có một cái văn bản, một cái thông báo và một cái đền bù của bên FE đối với trường hợp này. Bởi vì là trường hợp này hết sức thương tâm rồi.
anh ấy nợ thì anh ấy có thể trả từ từ, không thể dồn người ta đến bước đường cùng vậy. Nếu như chúng ta làm ở trên đất nước Việt Nam, chúng ta có lương tâm, tất cả chính quyền cũng như là người dân chúng ta có lương tâm, thì chúng ta phải nhìn lại một cái vấn đề là tiền không phải là tất cả, mà còn cả có những thứ thứ mà nó cao hơn cả tiền nữa. Đừng có vì tiền mà bất chấp, đừng có vì đồng tiền mà làm tất cả mọi thứ như thế, rất là tội nghiệp người ta. Đấy, cái câu chuyện cuối cùng là anh ấy chết rồi, bây giờ mọi người có hối hận lại cũng không làm gì được nữa, đúng không ạ? Bây giờ mọi người có bảo là thôi anh không cần trả nữa đâu, bây giờ có đưa xuống cho anh 1 tỷ anh cũng không có nhận được, người nhà anh cũng không nhận được, và thực tế người ta không cần cái khoản tiền này, mà người ta cần là cần cái người đàn ông ở trong gia đình, một cái trụ cột trong gia đình, mà bây giờ ông ấy đã chết rồi, ông đã mất rồi. Thì các bạn thử hình dung xem, liệu nếu như ai đó cho người ta vay mà mình dí đến người ta đường cùng như thế này thì đâu có được, đúng không các bạn? Bản thân FB là một đơn vị hết sức là lớn, nhưng không hiểu vì sao cái khâu đòi nợ lại lại dã man, lại kinh khủng đến mức độ này, thì tôi không hiểu vì sao như vậy. Phải chăng là các ông chỉ biết đến tiền là tiền thôi? Tôi nói với các anh, các sếp của FFE, tôi nói thật với các ông, các ông ấy mà chỉ cần ra đường thôi, tôi nói thật các ông mà ra đường, mà các ông mà nói là tôi làm ở FE thôi, các ông coi chừng luôn. Tôi không phải là đe dọa các ông nữa, các ông thử ra ngoài chợ nói là tôi làm ở FE đây, xem là có bao nhiêu người dân ném trứng trứng thối vào mặt của các ông. Các ông thử bước ra ngoài xã hội, ra ngoài đường xem, các ông chỉ nói tôi là sếp FE thôi, là xem có bao nhiêu thằng sẵn sàng vả vào mặt của các ông. Đồng tiền không phải là tất cả, mà đồng tiền nó phải kiếm trên cái đồng tiền sạch, chứ không phải là kiếm trên đồng tiền xương máu của bà con nông dân. Lãi suất đến 60% một năm thì làm sao người ta trả nổi? Các ông cho vay bất chấp và thu hồi nợ bất chấp như thế thì làm sao mà người dân sống nổi nữa? Ngân hàng nhà nước ở đâu? Rồi các cái đơn vị tài chính mà cho vay ở đâu, mà tại sao lại cho vay một cái lãi suất kinh khủng như vậy và đòi đòi nợ bất chấp như vậy? Đây là một bài cảnh tỉnh cho FE, cho MC, cho Vietcredit, cho Fico của SHB và cho rất 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 nhiều đơn vị tài chính khác, ví dụ như Shinhan của Prudential, TP Bank, Fico TP Bank. Tôi nói với tất cả các đơn vị tài chính như thế. Các anh cho vay, các anh mở ngân hàng ra cho vay rồi, các anh còn mở công ty tài chính ra để làm gì? Để cho vay thì mình cho vay lãi vừa phải thôi, khi người ta không trả được nợ thì mình sử dụng pháp luật để mình đòi tiền về. Chứ đây các ông cho vay xong rồi người ta không trả được, các ông cho giang hồ xuống đòi chém, đòi giết, đòi chặt, đòi thịt người ta sợ quá, người ta chết rồi. Đây là vấn đề ngộ sát, tôi yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm việc rõ về cái vấn đề này, đưa vấn đề này ra ánh sáng và tìm lại công bằng cho anh Lê Thanh Tâm. Và thưa, xin gửi một đôi lời chia buồn cùng gia đình anh. Và ngày hôm nay nếu mà anh có nghe được, anh ở trên dưới suối vàng anh nghe được, thì anh hãy ủng hộ cho chúng tôi, ủng hộ cho người nhà của anh tìm lại cái lẽ phải. Và người nhà, nếu như người nhà nghe được video này, hãy gọi cho tôi 0941 615 666. Tôi sẽ hướng dẫn cho người nhà cách để người nhà đứng ra khởi kiện FE. Và nếu cần một người đồng hành, tôi sẽ là người đồng hành đó với anh chị suốt đường dài luôn. Về chi phí, tôi sẽ là người lo lắng cho các anh chị, mặc dù tôi chẳng giàu có gì. Nói đến chuyện giàu thì cũng rất là cảm ơn chị Hà, một người chị giấu tên. Các bạn thấy cái ghế đằng sau này không ạ? Vừa rồi tôi ngồi cái ghế ọp ẹp quá, chị có gửi tặng cho tôi cái ghế này và tôi rất là cảm ơn chị. Và tôi ngồi trên ghế này và tôi cam kết với chị, tôi hứa với lòng và tôi hứa với lại toàn bộ người người dân đang coi cái clip của tôi sẽ làm một cái vấn đề nó mang tính chất công bằng và đứng đúng vai trò của mình trong một cái góc độ là phản ánh về tất cả những vấn đề sai của các đơn vị tài chính. Và tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Đấy, tôi nói với các anh chị em, tiền không phải là tất cả, nhưng tiền sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Nhưng đừng có để đồng tiền đánh mất cái lương tri, đừng để đồng tiền làm mất cái bản năng của con người, cái phần con của mình. Mình nên chìm xuống, mình giữ cái phần người đi lên, đừng vì quá vì đồng tiền. Có thể tôi nói những lời này chạnh lòng ai thì chịu thôi, vì tôi đã xác định tôi làm rồi, tôi làm clip tôi làm tới nơi luôn, tôi còn ở ngoài đường ngoài chợ, bây giờ tôi gặp trực tiếp luôn mà. Tôi đã xác định đánh đổi cả bằng tính mạng của tôi nói luôn này, tôi đánh đổi bằng cả tính mạng của tôi để tôi giữ lại
cái duy nhất cái xã hội này chưa làm được đó là sự công bằng cho những người không có đủ điều kiện để người ta có thể có một cái gì đó, một cái phao cứu sinh. Và tôi rất buồn ngày hôm nay, thực sự tôi rất buồn. Giá như anh Tâm coi được clip của tôi và coi được số điện thoại của tôi thì tôi sẵn sàng nói với anh Tâm rằng anh đừng làm cái việc đó, giống như cái người mà vừa rồi mình có nói chuyện, cái chàng trai mà phải đi móc cống. Tôi nói luôn các anh chị, đừng có nói tôi nói tục nha, đi móc cống, móc cứt người để mưu sinh, một tháng 5 triệu thôi. Nếu như ngày hôm nay em ấy không gọi cho tôi thì em cũng đấy chết rồi, em ấy cũng nhảy cầu, anh ấy cũng em cũng chết, để lấy cái tiền bảo hiểm trả cho các cái nhà FE, rồi cái nhà MC, cái nhà TB Bank hoặc là một đơn vị tài chính nào đó khác. Tôi nói thẳng như thế. Tôi nói đến bây giờ thì tôi rất là bức xúc, tôi cực kỳ kiềm chế luôn các bạn. Nếu phải đúng tôi 3 năm về trước các bạn nha, tôi 3 năm về trước nó khác bây giờ lắm. Bây giờ tôi trở thành một người luôn mặc áo sơ vin, tóc tai thì đàng hoàng, ăn mặc thì lịch sự và nói chuyện thì đã biết chừng mực. Còn để tôi 3 năm trước đây thì tôi không biết là các anh ngân hàng nào như thế nào, nhưng mà nó khác lắm. Còn tôi không phải là thế này thế kia. Còn đến thời điểm này tôi không phải là tự hào tôi lên đây tôi vỗ ngực xưng tên hay tôi nói gì hết, nhưng tôi đang bảo vệ cho lẽ phải. Và tôi cần tất cả mọi người cũng như tôi, đừng cả nể, đừng sợ. Con người có một mạng thôi các bạn. Tôi có vợ, tôi có con, tôi cũng có gia đình, tôi cũng biết sợ chứ. Rồi đến một ngày nào rồi các anh đưa cái này vào đầu tôi thì sao? Nhưng tôi đã tính rồi, giỏi thì bóp thôi các bạn ạ, bản lĩnh thì làm, tôi không sợ. Trên người tôi nói thật các bạn, sau nhiều năm sóng gió, hiện tại trên người tôi giám định của bên chỗ giám định pháp y, giám định mà thương tật, tôi trên người tôi là 58% thương tật các bạn. Tôi không còn mua được bảo hiểm nhân thọ nữa, mà vừa rồi bảo hiểm AIA đã từ chối thẳng thừng về cái vấn đề bảo hiểm cho tôi luôn các bạn. Bảo hiểm AIA đấy, cái vấn đề này tôi còn chưa nói. Sau khi tôi thương tật là bảo hiểm AIA không còn bảo hiểm cho tôi nữa. Đấy. Cái vấn đề này các bạn thấy xã hội giờ thì như thế nào các bạn. Cả cuộc đời của tôi phấn đấu về cái lẽ phải, và tôi cũng chết, tôi cũng nằm xuống. Tôi cũng chết đi sống lại cũng chỉ vì là lẽ phải thôi. Và hôm nay tôi quay lại cái con đường là tôi bảo vệ mọi người. Tôi bảo vệ mọi người. Nhưng tôi sẽ bảo vệ bằng giấy và bằng mực, chứ không phải bằng đường gươm, đường kiếm như ngày xưa nữa các bạn. Sơ sơ trên người tôi từ đây xuống rồi các bạn. Các bạn biết 58% thương tật là như thế nào rồi, trên 50 nha. Đấy là mới giám định sơ sơ thôi. Còn nếu mà giám định thực sự các bạn, nếu các bạn mà gặp tôi ở ngoài đời, các bạn mà thấy được những thương tích, thương tật của tôi, các bạn phải khóc. Tôi nói thật như thế. Còn ngày hôm nay tôi ngồi ở đây, tôi nói trên quan điểm một người, tôi nói trải lòng hết, tôi không giấu giếm gì cả. Các bạn đôi khi tôi giơ tay lên, các bạn thấy tôi bị tật này, rồi giơ tay này bị tật kia, thậm chí là cởi áo cởi quần ra, các bạn thấy người tôi toàn thương tật thôi. Bởi vì ngày xưa tôi cũng chuyên đi lo chuyện bao đồng, nhưng tôi nghĩ lại rồi, ngày xưa tôi lo chuyện bao đồng mà tôi lo một cách ngu ngốc các bạn. Tôi sử dụng sức mạnh của mình, không ăn thua. Bây giờ tôi sẽ sử dụng phần trí tuệ của tôi. Các bạn biết là cái văn bằng của mình nó nhiều đến mức độ nào không các bạn? Đây này. Tôi học đến mức độ mà các bạn không thể tưởng tượng là tôi có nhiều văn bằng đến mức độ nào đâu. Tôi cũng chẳng giấu các bạn, tôi là master mà, thạc sĩ của một cái chuyên ngành cực kỳ lớn, của một thầy hiệu trưởng của ngoài sư phạm Hà Nội hướng dẫn ngày xưa. Tôi cũng là người xuất thân rất là bần hèn, xuất thân không có gì hết, nhưng mà tôi chịu khó tôi học hành. Và đến ngày hôm nay tôi rất là mong mang cái phần kiến thức này của tôi để tôi chia sẻ với mọi người. Còn ngày hôm nay tôi quay đây tôi nói với các bạn cũng trải lòng rất là nhiều. Và không biết là tôi có đưa cái video này lên không, bởi vì sao, nó mang tính chất cá nhân nó nhiều quá. Nhưng mà tôi cũng trải lòng thôi. Các bạn nghĩ đi, người ta vay mình một ít tiền rồi mình phủi tay đi để cho một cái đơn vị nào đó đi đòi nợ, rồi sử dụng các cái biện pháp nó hết sức là dã man như thế, áp lực người ta như thế để đòi nợ, thì các bạn thấy là có đúng hay không? Vừa rồi Quốc hội có họp thông qua, mới họp thông qua là sẽ bỏ cái giấy phép hoạt động của các công ty đòi nợ thuê. Tôi nói với các anh ở ngoài Quốc hội này, khi các anh mà dự thảo xong thì sau đấy nên là làm luôn đi, chứ đừng có lấy kim để chọc vào một cái chỗ nào đó rồi nó nhảy cẫng lên các bạn. Chọc vào nghĩa là các anh phải thắt cổ nó lại, chọc vào đừng để nó dãy nữa.
nó dãy lên, nó chết rồi, nó dãy lên, sao sắp sắp dãy chết đấy các bạn. Nó làm ảnh hưởng đến xung quanh lắm. Các công ty đòi nợ bây giờ đang giết giáo chuyển giao giấy tờ này, chuyển giao về thu hồi nợ này, thu hồi bằng mọi thủ đoạn, mọi cách luôn. Các anh có thấy không? Tôi nói đến đây thì chắc là đụng chạm nhiều người ở ngoài kia. Nếu có một ngày, tôi nói thẳng luôn, nếu có một ngày tôi có cơ hội với cái service, với cái lý lịch cực kỳ đẹp của tôi, tôi sẽ ứng cử đại biểu quốc hội. Nếu như có thể một ngày nào đó tôi được làm điều đó, tôi sẽ làm điều đó. Và tôi sẽ nói lên những cái này ở trên một cái bàn làm việc nó cao hơn, xa hơn. Chứ không phải là tôi ngồi ở đây tôi nói chuyện một mình như thế này. Bởi vì những vấn đề này nó hết sức là nhức nhối. Thông tư thì ra liên tục, nhưng mà thực hiện thông tư thì không thấy có. Tất cả mọi thứ không có. Bây giờ ăn dân ở chỗ nào, trị nước ở đâu? Tôi đã nói rồi, dân là vạn đại mà vua quan thì chỉ là nhất thời thôi. FE chỉ có nay mai thôi, tôi nói thẳng như thế. Tồn tại một thời điểm thôi. Các anh mà còn không dám làm nữa thì bỏ. Dân mà không tốt, dân mà không có được cái bảo vệ quyền lợi của mình, giống như bác Hồ nói, độc lập tự do nữa, thì xã hội nó sẽ đi về đâu? Hay là trở lại cái thời tư bản của các nước phát triển như bây giờ? Chúng ta đang đi rất là đúng hướng. Một nước xã hội chủ nghĩa, bao nhiêu nước ngưỡng mộ. Qua cái thời Covid, Bác Đan vừa rồi làm như vậy tuyệt vời, đúng không ạ? Bác Trọng làm như vậy, phát biểu như vậy cực kỳ tuyệt vời, chống tham ô, chống tham nhũng. Bác Trọng đã nói, nếu như không tham nhũng thì làm sao các anh xây nhà xây cửa được, làm sao các anh xây biệt thự được, làm sao các anh mua xe hơi được. Bác Trọng nói nha. Tất cả các cái buổi đại biểu quốc hội họp tôi đều nghe hết, văng vẳng bên tai của tôi. Có nhiều người nói hết sức đúng, và bản thân Bác Trọng, một người đứng đầu của đất nước, nó nói như thế. Nhưng ở phía dưới làm như thế nào thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn, có thể nhiều bạn ghét, bảo là thằng này ăn củ mì chém gió chém chuyện quốc gia, đúng không ạ? Nhưng mà thưa các anh chị các bạn, qua một cái sự việc sờ như thế, nếu như ngày mai ngôn luận lại bị chìm xuống, rồi ngày mai ngày mốt sự việc này nó không được phơi bày, nó không được giải trình, nó không được ra một cái vấn đề gì hết, thì có phải anh ấy chết oan không? Một mạng người chứ các bạn. Người ta đã nói ở Trung Quốc, các bạn coi không, một cái đất nước cũng khá là nhân văn đấy các bạn. Một mạng người bằng xây 7 tòa tháp. Mà các bạn mà lỡ đạp luôn cả cái mạng người này xuống sông nữa thì sao? Tôi đồng ý là các bạn không thể hình dung ra được việc là các bạn làm nó đến đâu. Nhưng mỗi lần chúng ta làm gì đó, chúng ta phải biết được cái hậu quả của nó như thế nào, đúng không ạ? Cái mối quan hệ của các cái vấn đề. Chứ còn bây giờ các bạn cứ làm ầm ầm, các anh cứ làm ầm rồi cái mạng sống nó chết. Rồi các anh không thấy là mình có lỗi sao? Bản thân 10 người như các anh có thấy có lỗi không? Có một ngày nào đó rồi hồn ma, nếu mà có thật sự, vì tôi là dân triết học nên tôi cũng không tin lắm. Nhưng nếu có thực sự một cõi tâm linh, người ta sẽ tìm đến 10 người này, là tôi chết là vì các anh, và vì các anh mà tôi chết. Tôi nói với các bạn như thế, các anh như thế. Còn sự việc ngày hôm nay, gia đình anh Tâm, tôi xin gửi lời chia buồn, và đại diện cho tất cả những anh chị em đang coi clip này, tôi gửi lời chia buồn đến gia đình anh Tâm. Và rất mong gia đình mình cố gắng kìm qua nỗi đau này. Còn nếu như cần thiết đến một bộ phận pháp lý, cần thiết đến một khoản tài chính nào đó, cứ gọi cho tôi 0941 615 666. Bản thân tôi thì có thể là không có đủ về cả chất và lượng, tuy nhiên tôi có thể kêu gọi được. Mỗi người chỉ cần 10.000 thôi. Mỗi người chỉ cần 10.000 thôi các bạn. 10 người, 100 người, 1.000 người. Với 10.000 người đang theo dõi kênh của tôi, 11.000 người đang theo dõi kênh của tôi, tôi tin số tiền đó đủ để giúp cho anh Tâm. Nhưng cái việc đó thì đó là tôi đang nói như vậy thôi. Còn các bạn, tùy các bạn. Tôi không phải lên đây tôi vòi vĩnh tiền của các bạn để làm gì hết. Xưa giờ không có các bạn tôi vẫn sống, và bây giờ có các bạn tôi vẫn sống, và sống tốt hơn và sống đẹp hơn, bởi vì các bạn đang đi theo tôi, đang ủng hộ tôi, đang dõi theo từng bước chân của tôi, giống như những người mà đã giúp tôi vậy, giống như chị Hà, rồi anh Minh, rồi các anh khác, hoặc là giống như anh Uy chẳng hạn. Những người đang âm thầm đang hỗ trợ tôi về tài chính để tôi làm ra những cái clip như thế này. Các bạn cứ tưởng tượng, đâu phải dễ mà ngồi đây mà làm một cái clip mà tung lên cho nó xong đâu các bạn. Phải suy nghĩ, phải vắt óc ra, phải như thế nào nữa cơ.
và xem cái định hướng của mình như nào. Còn làm tự phát thì nó đơn giản lắm các bạn, làm tự phát đơn giản lắm, đúng không? Rồi các bạn còn không biết bao nhiêu chi phí. Các bạn biết vừa rồi tiền điện thoại của tôi hết bao nhiêu không? Nó gần chục triệu tiền điện thoại. Có những người gọi cho tôi rồi không có tiền, tôi gọi lại thôi. Gọi video bằng bằng Zalo đâu có được các bạn, không có sóng. Nhưng tôi không phải kể công, không phải kể lể. Và tôi cũng rất cảm ơn. Lâu lâu tôi cũng nhận được 500.000, 100.000, thậm chí là 50.000, thậm chí là một cái cạc 30.000 để nạp vào điện thoại tôi. Tôi rất rất là cảm ơn. Và cũng có những anh chị gửi cho tôi cũng tương đối nhiều tiền. Giống như chị Hà, chị đang không muốn là tôi công bố chỗ của chị, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ phải công bố thôi. Bởi vì cái đứng sau góp ích cho xã hội chính là chị. Tôi chỉ là người, tôi đứng ra tôi nói những cái vấn đề này thôi. Tôi đứng ra tôi phơi bày thôi. Còn bản thân của tôi cũng chưa giúp gì được mọi người ngoài những cái tư vấn của tôi, những cái góp ý của tôi cho mọi người. Và tuy nhiên là đứng ở một góc độ nào đấy thì tôi rất là mong tất cả các anh chị em, các bạn, các cô, các chú, các bác, những người đang sống, kể cả là đang rất là khổ tâm, kể cả là đang sống hạnh phúc, kể cả là đang ở bên cạnh tôi hoặc đã từng ghét tôi, thì hôm nay sẽ coi tôi ở một cái hình thể khác, một cái con người khác và ủng hộ cho tôi. Tôi rất mong mọi người ủng hộ cho tôi để tôi có được cái tiếng nói lớn hơn đối với tất cả các đơn vị. Các bạn biết là hồi sáng nay cũng có một chị mà tôi cũng tư vấn cả tuần nay rồi. Bác ấy mất các bạn ạ. Bác ấy mất rồi, bác ấy đi rồi, bác ấy bị bệnh hay nào, mất rồi. Chị ấy đang lo tang thì bên FB gọi điện xuống, thu hồi nợ luôn, là cái đội thu hồi nợ luôn các bạn. Tôi không biết là ai nhưng mà gọi điện xuống. Và nói với chị ấy là sao không trả tiền. Chị ấy bảo là bố chị là mới mất nên chị không có tiền trả. Các bạn biết người ta nói thế nào không các bạn? Người ta bảo, ủa bố chị mất hôm nay chứ tháng trước bố chị cũng mất hả? Một câu nói vô lương tâm như thế mà cũng nói được. Một câu nói sát muối vào tim. Các bạn ơi, các bạn cũng có người thân, các bạn cũng có bạn bè, bố mẹ của các bạn ở nhà cũng như người ta thôi, cũng từng nợ nần, đâu có ai là năm ngón các bạn này, có ngón ngắn ngón dài các bạn. Đâu có ai là hoàn hảo đâu. Chúng ta phải nhìn là nhà mình như thế, nhà người ta như vậy, bố mẹ mình cũng như bố mẹ người ta. Phải tế nhị, phải lịch sự, phải rõ ràng. Chúng ta đi thu hồi nợ, đừng có thu hồi nợ kiểu bất chấp. Các bạn lấy được tiền về cho sếp của các bạn rồi, sếp các bạn bố thí cho các bạn vài đồng, để các bạn bán mạng cho người ta làm gì? Bán mạng theo kiểu vô nhân tính nó làm gì các bạn? Tôi nói thật với các bạn, tôi nói ở đây thì nhiều bạn bảo thằng này thế này thế kia, tôi kệ thôi, tôi không. Bây giờ tôi không còn suy nghĩ được cách để tôi nói một câu chuyện nó trơn tru, một cái ngôn từ nó đẹp đẽ nữa. Bây giờ tôi nói theo cảm xúc của tôi. Bởi vì thực ra bây giờ tôi rất là buồn. Đúng ra tôi không làm cái video này đâu, nhưng tôi vẫn làm video này để tôi muốn các bạn biết là xã hội bây giờ nó như thế nào các bạn. Các bạn ở trên cao giàu có, nhưng mà ở dưới tầng lớp xã hội bên dưới thấp, có một đại bộ phận chiếm gần như 80% dân số đang nằm sát dưới đất các bạn. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối phải đi làm lụng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Xã hội của mình có 80% dân số là nghèo nàn các bạn. Chỉ có 20% dân số là giàu thôi, quy luật 80-20. Nhưng 20% dân số đó lại không nhìn được vấn đề. Các bạn chỉ cần tiết kiệm một chút thôi và cố gắng một chút thôi thì 80% kia còn lại sẽ được nâng lên liền các bạn. Bây giờ mình cũng không biết nói gì nhiều hơn. Tôi rất mong các bạn chia sẻ cái video của tôi. Tôi không cần các bạn phải làm gì hết. Các bạn cứ sợ tôi có được nhiều tiền ở với cái video này. Tôi không cần các bạn ơi. Giỏi lắm thì tôi một tháng tôi có được tiền video thì chắc triệu mấy hai triệu, còn không đủ tiền điện thoại của tôi nữa các bạn. Còn các bạn còn tiếc chia sẻ video hoặc là cho người khác coi video còn hoặc là thế nào nữa thì tôi không hiểu nữa các bạn ạ. Qua rất là nhiều sự việc, tôi một mình tôi chống đỡ với xã hội. Tôi đang một mình đấy các bạn. Nhiều bạn bảo là tôi là Bao Thanh Thiên thời bình, tôi là Thạch Sanh thời bình, hoặc tôi là ông Bụt. Không các bạn, tôi chẳng là cái gì của cái xã hội này đâu. Nhưng tôi đang nói những vấn đề mà tôi nói thật là người dân Việt Nam của mình đang gặp phải rất là nhiều vấn đề. Kinh tế thì suy thoái, lạm phát thì tăng, tiền thì mất giá. Đi làm cả ngày quần quật được 200 ngàn các bạn. 200 ngàn chỉ được hai cái cạc điện thoại thôi. May chăng nó chỉ là một cái bánh pizza của người giàu thôi các bạn, là một bữa ăn nhỏ của một đứa con nít. Nhưng đó 200 ngàn đó lại là cả một số tiền cực kỳ lớn cho những người nghèo các bạn. Tôi biết là tôi không thể giúp được tất cả các bạn về vấn đề kinh tế, nhưng tôi mong muốn tôi sẽ giúp được các bạn về pháp luật.
Các bạn đừng ngần ngại gọi cho tôi. Đôi lúc tôi cũng nóng lắm. Các bạn gọi tôi giờ giữa trưa tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng thôi tôi kìm xuống. Tôi cũng muốn nói với các bạn là đừng gọi tôi giờ đó. Nhưng tôi không nói được các bạn. Tôi biết các bạn gọi cho tôi lúc 12 giờ đêm, 12 giờ chiều, 12 giờ trưa đấy, là các bạn đang cần tôi lắm lắm luôn. Và các bạn cũng 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 thấy được là như thế nào. Và tôi cũng không muốn nói nữa. Và nhân đây, hôm nay cũng là sáng nay tôi làm cái video đầu đầu ngày, bây giờ tôi làm video cuối ngày. Tôi cũng rất là xin lỗi nếu như là video của tôi có vấn đề gì làm ảnh hưởng đến các bạn. Còn nếu mà được, mong các bạn sẽ chia sẻ và giúp đỡ cho tất cả những người mà đang ở xung quanh mình, ít nhất là giúp đỡ ở xung quanh mình. Nhân đây tôi kêu gọi là ở các tỉnh thành trong cả nước, 64 tỉnh thành. Tôi đang cần mỗi tỉnh thành 1 đến 2 luật sư để hỗ trợ cho tôi về cái vấn đề tư vấn cho các bạn ở trong tỉnh. Để các bạn có thể tìm đến một nơi giống như nơi của tỉnh tôi đây, tìm đến trực tiếp chỗ này đây. Giống như hiện tại tôi đang cầm những cái tờ đơn như thế này đây. Tờ đơn này đây. Các bạn biết không? Đất của người ta đấy các bạn ạ. Đất người ta ở 20 năm rồi. 20 năm rồi. Đất có giấy tờ bán của xã đây này, chứng này, dấu đỏ lòm lòm đây này, mà bây giờ xã còn lấy về mà đi phát mãi đi bán đi này. Người ta đi xa về thấy miếng đất bị bán mất rồi, bây giờ chẳng biết làm sao hết luôn, là cũng tìm đến tôi. Tôi làm không lấy 1.000 nào các bạn. Hôm qua tôi với anh ấy đi xe máy từ trên này đi xuống đến huyện. Anh ấy bảo là anh không có tiền đưa em đâu. Không anh ạ, em không phải là những người như thế. Bây giờ nếu mà em là người dã man dã tâm thì em đi xe hơi rồi, em thuê xe bắt anh trả tiền rồi, hoặc là ít nhất em cũng lấy cái tiền phí em 1-2 triệu rồi. Nhưng hôm qua mình nói với các bạn nhé, đi uống nước mía mình còn không muốn để anh ấy trả, hai anh em uống một ly, hai ly mía 10.000 đấy các bạn. Tôi không làm được cái điều mà người ta đang làm ấy các bạn ơi. Tiền bạc mình có thể kiếm ở một nơi nào khác, lấy từ túi của người giàu đưa cho mình thôi, chứ còn lấy của người nghèo tôi không lấy nổi. Đấy, những việc này ai làm? Đi ra phòng luật sư thì lấy phí tư vấn đấy các bạn. Đó, tôi đồng ý là mở văn phòng luật sư lấy phí tư vấn, rồi lấy tiết chưa trước tiền người ta 30%, người ta tiền ở đâu mà nhờ các bạn, đúng không nào? Thì tôi sẽ làm những việc đó. Và tôi cần một vài anh chị ở các tỉnh hãy giúp đỡ tôi đứng lên để làm công việc công tác làm miễn phí cho người dân, để người ta đến người ta hỏi, người ta tư vấn. Các anh chị cứ làm công đức đi, các anh chị cứ ở hiền gặp lành đi, rồi các anh chị sẽ được báo đáp thôi. Giống như tôi đây, tôi đâu có cầu cạnh gì đâu, tôi không cầu cạnh hết, nhưng có rất là nhiều anh chị mạnh thường quân sẵn sàng giúp đỡ tôi, gửi tiền cho tôi mà tôi cảm thấy là tim đập chân run mà không dám nhận đấy các bạn. Các bạn biết số tiền đó nó nhiều như thế nào đấy đối với tôi rồi. Các bạn nghĩ là chị ấy có thể tặng cho tôi một cái ghế thì chị ấy đã biết và tìm hiểu về tôi thế nào rồi. Cái ghế này cũng tôi nghĩ cũng 3-5 triệu gì đấy. Đấy, ngoài đặng cái ghế còn free tiền ship cho tôi nhìn thấy tiền ship 500 mấy ngàn từ Sài Gòn lên đây. Tôi chỉ biết giữ ở trong lòng thôi, đến giờ tôi cũng chưa điện cho chị ấy. Rồi có rất là nhiều người cũng gửi tiền cho tôi, nhưng mà tôi vẫn để trong tài khoản để tôi giúp những cái người khác. Tôi cũng không muốn xô lên đây làm gì cả. Hôm nay tôi giúp được một người hai người, tôi xô lên đây được các bạn mà là tôi lên đây để tôi kể thành tích, tôi không muốn kể nữa. Các anh chị tự nguyện thì các anh chị gửi tiền cho tôi dùng số tiền đó đúng với mục đích, đúng với cái lương tâm của tôi thôi. Cơm tôi cũng có ăn rồi, nhà tôi cũng có ở rồi, vợ tôi cũng có, con cũng có, nhà tôi cơm no 3 bữa, không cần đến số tiền đó của anh chị, không cần đến. Tôi cầm cái tiền đó để tôi giúp cho những trường hợp mà thực sự đáng giúp. Còn khi nào tôi dùng hết số tiền đó, tôi sẽ công khai tài chính cho những người gửi cho tôi thôi. Tôi không có nghĩa vụ phải công khai cho tất cả anh chị em, tôi nói thật với như thế. Hiện tại tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho tôi đã sử dụng rồi. Tôi sử dụng để tôi làm những công việc khác. Ví dụ các bạn muốn biết, bây giờ hiện tại tôi đang có một cái máy này, máy đặt này. Đấy. Một cái chân máy là tôi cũng mua bởi vì tôi cần cái chân máy này để cố định. Rồi tôi cũng mua thêm những cái thiết bị, bây giờ tôi live stream các bạn thấy nó hình ảnh nó rõ hơn không? Tôi sử dụng cái máy để tôi được cái số tiền của các bạn, các anh chị tôi xin phép để tôi mua cái máy này để tôi trang bị. Kể cả cái máy mà cái máy mà hiện tại mà tôi đang làm việc đây các bạn. Đây, tôi có thể là các bạn đợi một tí tôi ra tôi lấy cái thùng giấy cho các bạn, thùng đựng máy tính ấy. Còn cái máy giờ tôi chẳng không quay được. Đây các bạn này, đây là cái thùng CPU tôi mới mua một con máy tính tinh tươm luôn các bạn này.
tôi có tiền tôi đầu tư để tôi làm ấy. Vừa rồi tôi sử dụng một con máy laptop của tôi, các bạn biết xuất một cái video ấy, có khi nửa ngày nó còn chưa chạy đến nửa đường hết pin cái lại phải làm lại các bạn. Còn bây giờ tôi mua một con CPU, một cái màn máy tính rất là ok để tôi làm việc, rồi tôi có ghế, tôi có bàn làm việc, tôi có mọi thứ để tôi sử dụng cái này để tôi làm video nó nhanh hơn, gọn hơn. Ví dụ như video này bây giờ lát nữa tôi xuất rất là lâu luôn các bạn, nhưng mà bây giờ máy này nó chạy rất là nhanh nên là cực kỳ ok, và tôi rất cảm ơn các anh chị. Rồi tôi sẽ cố gắng tôi đi làm, tôi có tiền thì tôi sẽ phụ vào đây để tôi làm tất cả những vấn đề này. Bây giờ tôi cũng không rông dài nữa, tôi sẽ dừng video ở đây, và tôi rất là mong các anh chị nghe chỗ nào sai bỏ qua, chỗ nào đúng anh chị góp ý, à cái chỗ nào sai các anh chị góp ý, chỗ nào đúng anh chị tiếp thu, và chúng ta tạo ra một cái cộng đồng giá trị để tạo ra một người Việt Nam, một cộng đồng Việt Nam để người ta nhìn thấy mình như thế nào các bạn nha, các anh chị nha. Rồi cuối ngày chủ nhật chúc các anh chị cùng gia đình sức khỏe, có một cái tinh thần ổn định. Ai đang lỡ nợ rồi thì cứ bình tĩnh gọi điện cho tôi, số điện thoại của tôi để ở dưới phần mô tả các bạn nhé, hoặc là để trên màn hình luôn, các bạn cứ gọi điện cho tôi sẽ tư vấn, tôi cam kết tôi tư vấn được cho các anh chị, bởi vì tôi đã từng là con nợ vài vài tỷ, và tôi đã từng là chủ của một đống con nợ. Tôi đã từng đi vay, tôi cũng đã từng cho vay rồi, tôi đã từng trải qua rất là nhiều thứ nó mang tính chất cực kỳ ghê gớm rồi các bạn. Tôi sống đi chết lại rất là nhiều lần nên tôi đủ bản lĩnh để tôi tư vấn cho các bạn, và tôi đủ cái trí lực để tôi nhìn ra vấn đề nào nên không nên, đúng không đúng. Các anh chị, các bạn mà đã từng nhờ tới tôi hãy tự nhận xét xem là tôi nói với các anh chị có đúng hay không, hay là tôi là một thằng tôi nói bừa, nói ẩu và tào lao các bạn nha. Một lần nữa chúc các bạn, các anh chị có một ngày chủ nhật vui vẻ và một đầu tuần tới đây thành công rực rỡ, và luôn luôn suy nghĩ tích cực, hãy loại bỏ tất cả mọi vấn đề tiêu cực ra khỏi đầu, và chúc các anh chị thành công, hạnh phúc.